Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tựa game Cyber Hunter. Thì ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái thứ mới mẻ trong game Cyber Hunter nhé. Đầu tiên là về cái mục trang phục được đề xuất này. Để xem là liệu cái bộ trang phục nào nó đẹp xíu thì mình sẽ mua nhỉ anh em. Ok, trang sức lộng lẫy này. Màu gold lấp lánh trông rất là ngầu luôn các bạn ơi. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ mua thêm một số món nữa. Ví dụ như là chúng ta xuống cái mục vũ khí đi mọi người. Có khá là nhiều những cái kiểu dạng skin cho anh em lựa chọn này. Ok, thôi thì mình cứ làm skin màu gold cho nó chất anh em ơi. Mở 10 luôn chứ sao phải ngại nhỉ. Vâng anh em, như vậy là sau khi mở xong thì mình chỉ được một cái skin shotgun vĩnh viễn thôi các bạn ơi. Chán quá ta. Đây, bây giờ có skin vũ khí rồi thì mình sẽ lựa xe cộ nha. Ồ, mấy cái xe kiểu này thì các bạn sẽ phải gọi là mở vận hên. Đây, sau khi mở xong 10 vé thì mình có một cái skin ô tô vĩnh viễn này các bạn này, khá là ngon. Tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ mua một cái người máy mới. Ok, mua màu gold đi anh em ạ, ánh sao này trông chất cho người dân nhé, phù hợp với cái bộ trang phục lúc nãy mình đang mua. Sau khi mà mua xong thì cái điều đầu tiên là mình sẽ thay đổi cái bộ trang phục của nó này. Sau đó là để coi nào mọi người ơi, mình sẽ xem và thay đổi luôn cái ngoại hình người máy nhá. Ok, chúng ta thì sẽ cần phải trang bị skin súng cái đã. Đây có cả đồ ngày cũng như là có cả đồ vĩnh viễn luôn các bạn ơi. Thì rất là hay là mình đã có được cái khẩu Tiburon vĩnh viễn skin vàng anh em ơi, chất chơi người rơi. Còn lại thì bên dưới toàn là đồ ngày thôi anh em ạ. Hơi bị chán nhỉ. Nhưng mà không sao, với 10 vé quay anh em mở được một cái skin vĩnh viễn là ngon rồi. Cái súng này thì mình cũng sẽ trang bị vào luôn này. Ui, ok mọi người, như này là đã khá là ổn rồi anh em ơi, chất chơi người rơi chứ các bạn. Và tiếp theo kẻo sẽ giới thiệu thêm cho anh em về tính năng quân đoàn đây. Quân đoàn hiện tại của mình đó là Việt Nam No 1. Và các bạn có thể xem được những cái bảng nhiệm vụ xếp hạng, bảng thành tích các kiểu và cống hiến cho quân đoàn nha. Được cho anh em và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với trận đấu ngày hôm nay ngay bây giờ. Ok anh em. À, một đứa ngay phía trên này. Cái đậu xanh này chạy đâu hả em ơi? Chạy anh nổi không hả em ơi? Úi dồi ôi, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? À đủ. Từ từ nha anh em. Thằng này chưa có vẻ khá là nghệ đấy các bạn ơi, nên là mình sẽ từ từ nhé. Làm sao? Làm sao bạn ơi? Ăn sấy này phê chưa? À đủ. Chưa đai cơ à? Có vẻ căng rồi nha. Cái đậu xanh này, ok. Như vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên rồi nha anh em. Ngày hôm nay thì mình chơi ở chế độ loạn đấu bình thường thôi, chứ còn là không chơi đấu nhanh xấu đội đâu. Vì là cũng lâu rồi thì không có làm một cái clip chơi solo như này anh em ơi. Để mình lên phía trên coi nào. Thật sự để mà nói thì cái bộ trang phục mới này nó khá là chất anh em ơi. Skin màu gold cơ mà giống kiểu lấp la lấp lánh, khá là chất lượng. Đồng tiền đi liền chất lượng anh em ạ. Nói chung là xứng đáng đồng tiền bắt gạo. Và để mình chạy lên quanh xem là có một đứa ngay phía dưới nhé. Chỗ nào vậy ta? Ok, từ từ anh em ơi. Anh em vừa chạy thì vừa để ý máu cho mình luôn nhá. Nãy thì dùng cái kit máu kia trông có vẻ phí quá anh em ơi. Người đâu? Đây à? Làm sao vậy? Mới đầu trận thì kẹo hơi ngáo tí thôi, chứ còn là chơi một xíu thì mình gọi là chơi nó ok hơn. Nên là anh em thấy tôi sấy thì nên đầu tiên mãi mới sấy được nhá. Còn cái bạn này thì sấy đơn giản thôi mà. Ok, chia sẻ tâm sự với anh em thì các bạn là mình thích những cái ống ngắm, đó là ống ngắm 2x này, ống ngắm 4x này. Chứ còn là mấy cái khẩu ống ngắm 8x thì cái khẩu độ của nó to quá anh em ạ. Nên là anh em chơi game nó khó khăn trong cái việc mà anh em kéo tâm di chuyển. Nên là kẹo chỉ thích xài 4x thôi, nó vẫn đảm bảo được. Còn anh em nào mà thích căn sọ với những khẩu súng bắn tỉa thì 8x sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đậu xanh. Lái xe mà nó auto bay luôn nha em ơi, thì các bạn có thể là thấy được trình độ lái xe của kẹo nó có gà không anh em. À đủ, để mình coi. Không thấy ai cả anh em ạ. Cái đậu xanh. Lên trên này còn nào anh em. Úi dồi ôi, xe bay phải gọi là như siêu nhân luôn anh em ơi. Ok ok.
Mình chạy mãi ra ngoài này nhưng mà vẫn chưa còn thấy thêm được ai nữa. Thế này là thế nào hả anh em? Chẳng nhẽ là trên này nó lại vắng thế nhỉ? Ok, hơi vắng xíu nên là anh em thông cảm. Xuống dưới đi. Mình nghĩ là đi bộ có khi là chúng ta còn kiếm mạng nó dễ hơn, chứ còn là đi xe như này thì kẻ địch nó thấy xe chạy nhanh quá nó còn không thèm bắn nữa cơ. Giống mình vậy mà. Wow, đường trên này vắng quá anh em ơi, đào đâu ra người bây giờ. Thôi thì có lẽ là đi bộ này nó lại chậm quá anh em ơi, trong khi đó thì bo nó còn rất là to. Ok, bình tĩnh nào mọi người. Đây để mình qua thử phía này coi. Đậu xanh. Không có ai cả. Thế này thì cứ mà mình tự xếp hình thành xe mình chạy thôi nha em ơi. Đây đang có 180 này. Ok, dựng con xe mà chạy. Rồi mình xem là phía dưới thì người đâu cả rồi ta. Úi dồi ôi. Lên trên này cái đã. Ui ui, lái xe hơi ngáo tí. Xe của mình. Xe của mình này. Sao nó lại lăn lộn kinh vậy? Chắc là bởi vì là kẹo lái không có lụa thôi. Thôi kệ thôi anh em ơi, cứ tập chơi nhiều thì là nó sẽ lụa thôi mà. Đơn giản mà các bạn. Nhưng mà công nhận là cái bộ trang phục Mogo này nó vẫn chất chơi người rơi anh em ạ. Trông nó ngầu vãi trưởng luôn, tôi thề với anh em luôn. Cái quan trọng là lên phía trên này và kiếm mạ thôi anh em. Người đâu cả rồi ta? À đủ. Kẹo chưa thấy ai ở dưới này anh em ơi. Oh my gosh. Sao vậy ta? Thế thì người đâu cả rồi các bạn ơi. Át đủ. Từ từ anh em ơi. Kia là mình thấy có một cái thính rồi nhá các bạn nhá. Đó, ok ok. Kiểu gì là chạy qua thì anh em sẽ có được người. Tôi nghĩ là vậy. Có thấy người là tốt rồi anh em ơi. Thì chúng ta còn có mạng chứ các bạn. Liều ăn nhiều anh em ạ. Đơn giản là thính là một cái nơi mà thu hút rất là nhiều thanh niên đến đây anh em ơi. Đây là kẹo chạy qua luôn. Đó. Mình lộn nhiều quá nhiều khi nó không đủ năng lượng nữa cơ. Nên là anh em lộn nó vừa vừa phải phải thôi. Nhưng mà quan trọng là lộn nó nhanh mà. Ơ cái đậu xanh. Dựng phòng thủ thế này. Ok anh có hàng rào phòng thủ rồi nha em ơi. Lại đây em ơi. Coi chừng nhé em ơi, làm sao đấy, làm sao đấy, làm sao đấy này. Ok, mạng thứ ba dành cho sĩ kẹo. Mấy cái bạn này, sơi mình đâu có dễ đâu. Đây, thử xem lượng xác xem là chúng ta sẽ có được cái gì đây. Ồ, let's go nào mọi người. Đi luôn vào ngay. Không cần phải ngại gì cả nhá. Ok, ok. Đây, mình qua phía này. Ủa, sao tự nhiên mất sáng vậy? Hình như là nếu mà quá thời gian thì nó sẽ mất sáng anh em ơi. Không phải là có ai đến lượm đâu. Ui, rất là nhiều trang bị ngon nha anh em. Đi thôi mọi người. Lượm sơ sơ thế là ok rồi. Hiện tại thì mình đang dùng cái khẩu súng trường đối đầu trực tiếp. Vẫn khá là ổn anh em ơi. À, cái đậu xanh này. Đó, dựng hàng rào phòng thủ lên tính năng này thì cực kỳ là hay rồi. Anh em nên mang theo cái tính năng này vào trong game nhá. Ok luôn, người chơi vô địch sĩ kẹo cyber. Ngon lành chơi anh em. Thế là mình đã có được 4 kill rồi. Thôi thì chơi game là cứ kiếm tầm khoảng là chục kill tầm một là ok rồi. Chứ thật ra là nhu cầu của mình cũng đâu có cần nhiều lắm đâu. Rồi ok. Lần lờ xung quanh cái khu này cái đá. À, người đâu cả rồi ta. Sorry anh em là nãy thì bắn lộn xíu. Ok. Các bạn để ý là lượng đạn trong súng anh em lúc nào cũng phải nạp càng đét nhá, cũng như là máu nữa. Anh em full máu thì các bạn sẽ cảm giác là tự tin chơi game hơn. Rồi nhé, để kẹo lên phía trên này coi nào. Át đủ. À có thứ chân, có người hả? Làm sao đấy em ơi? Úi dồi ôi, làm sao đấy, chạy nổi không? Ui, đậu xanh này. Át đủ, làm gì vậy? Làm gì vậy? Bắn linh ta linh tinh, bất khả chiến bại rồi. Thỉ thoảng thì cái tựa game Cyber Hunter này nó hơi bị lỗi tiếng một tí. Thế nên là có những cái âm thanh khó nghe thì xin lỗi mọi người nhá. Những cái trang bị nào mà không có sạch thì kẹo vứt đi luôn này. Như kiểu là ống ngắm 8X thì mình chơi không quen lắm. Anh em nào chơi quen thì chơi chứ còn kẹo thì chịu nhá.
Ok các bạn, đây lượn lờ quanh cái khu này để kiếm thêm mạng nữa nào. Chưa thấy ai đâu. Mọi thứ xung quanh cái khu này nó đang khá là an toàn các bạn ơi. Ok ok này, nhảy qua đây thôi. Rồi nhé, xem là chúng ta sẽ có được gì đây. Uầy, mũ ấn tượng luôn, chất lượng. Có mũ 3 rồi nha em ơi. Giáp 2 này, găng tay 3 này. Như vậy là phải nhanh chóng kiếm được một cái giáp nó ngon hơn tí, cho nó đủ bộ đồ 3 anh em ạ. Wow, còn lại 36 người chơi nữa. Khá là đông các bạn ơi. Từ từ nhá, từ từ mình còn kiếm mạng được chứ, chứ còn là đông như này sao chơi nổi. Rồi nhá, mình vừa nhặt được thêm khối lượng tử và có 140 khối lượng tử này. Thế này thì đủ để cho anh em biến được hai con xe nữa. Biến ra xe máy chạy bo thì mình chẳng ngại gì cả nhá. Uầy, cái đậu xanh, phía sau mình có người á? Gì vậy? Uầy, ghê vậy. Dựng hàng rào phòng thủ lên cái đã. Ui dồi ôi, nó dựng bao quát cả con xe luôn anh em ạ. Làm sao người đâu? Kìa. Ok, bình tĩnh thôi em ơi. Bình tĩnh thôi em ơi, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? À, đù này, mạng thứ 6 luôn, ngon lành. Và đây, mình chạy qua phía này cái đã. Ok, ok, ngon lành. Rồi mọi người ơi, let's go luôn nào. Để mình loanh quanh cái khu này con nào. Đậu xanh. Úi dồi ôi, trên này nữa hả? Làm sao đấy em ơi? Ok này, ngon lành, 7 kill rồi. Thế này thì nó lại ngon quá nhỉ các bạn nhỉ. Kinh nghiệm của mình là cứ đồ nào mà không cần dùng đến là anh em cứ vứt luôn cho nó rộng ba lâu, chứ còn là anh em để tiết kiệm thì cũng chẳng giải quyết được cái việc gì. Rồi nha, rồi nha. Số lượng người chơi ngày càng trong trận đấu này giảm đi đáng kể nhá. Và còn lại có tổng là 28 người chơi nữa tính cả tôi rồi. Đây mọi người ơi, rồi lên trên đã nhé. Ok ok, người đâu cả rồi ta? Để mình coi nào. Wow, thế này thì cũng chịu luôn anh em ạ. À đủ. Vắng quá, vắng quá vắng. Ây da, mệt mỏi ghê vậy. Đùa chứ anh em, ra tận ngoài này rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ai nha. Ok các bạn chờ xíu đi, tí nữa thì bo nhỏ hơn nữa chúng ta sẽ kiếm người dễ hơn thôi mà. Thấy chưa, các thanh niên liên tục được lên bảng điểm số nhá. Mà mình có được 7 kill rồi, tí nữa kiếm tầm khoảng là trên 10 kill đơn giản thôi. Anh em hãy cứ chở kẹo nhá. Rất là hy vọng là trong cái trận đấu này thì mình sẽ có được top 1 nha. Wow, bên trên này có người này. Đấy, dựng hàng rào phòng thủ lên là bây giờ. Xây chúng nó thôi, làm sao đấy. Gì vậy em ơi, gì vậy em ơi. Ok luôn, mạng thứ 8 này, huyền thoại luôn. Căng chơi anh em. Để mình chạy qua nào. Chạy qua còn lượm xác nó nữa chứ nhỉ. Uầy, lại lượm nhầm ống ngắm rồi. Đấy bây giờ vứt đi này. Ống ngắm 8x với lại 1x thì mình không có sai. Rồi nha, let's go nào tất cả các bạn. Qua bên này luôn nhé. Ok anh em, lên trên cái coi. Ồ, phía dưới này có một thính này các bạn ơi. Cẩn thận nhá, không là xuống lại có đứa nào nó canh mình sẵn thì thôi xong, có mà kẹo xanh mộ đấy. Ok anh em bình tĩnh này, let's go. Qua bên này coi nào. Thính mình chưa thấy ai cả. Ok, và tầm khoảng là gần một phút nữa vòng bo tiếp theo sẽ thu lại. Xong luôn, có luôn được giày level 3 này. Chất chơi người rơi chưa anh em? À đủ. Gì vậy? Đứa nào vậy? Đây á? Rồi dựng hàng rào phòng thủ nữa này làm sao em ơi? Kìa, có tin là chú vỡ đầu với anh hay không? À đậu xanh này. Anh em ơi, vứt cái ông ngắm kia đi. Cái ông ngắm 6x kia nó khó chơi quá anh em ơi. Làm sao đấy em ơi? Mình cứ xài 2x này cho nó dễ chơi này. Ơ kìa, cái đậu xanh. Cái đậu xanh này em ơi, làm sao đấy? Rốt cuộc là chú muốn gì hả? Làm sao vậy em ơi? Rồi nha, lên bảng điểm số bây giờ hoặc là không bao giờ nhá. Ngon lành luôn. Xem mặt này có đồ gì không thì chúng ta sẽ lượm luôn mọi người ạ. Ok. Át đủ. Người đâu cả rồi ta?
Mà nói thật với nghe là mình thấy là 2x xây vẫn sướng hơn 4x nhiều. Không còn ai nữa cả. Mình thấy là bom càng ngày càng nhỏ rồi mà hiện tại thì mình đang khá là an toàn ở trong cái vòng bom này nhá. Đây còn mấy cái hòm đồ này. Xem lượm được gì nữa lượm luôn. Nếu mà có được cái giáp mới thì ngon. Mấy súng bắn tỉa thì mình lại không có hứng thú lắm. Những cái combo mà kẹo hay chơi đeo top đó là một súng trường với lại một súng tiểu liên thôi anh em ạ. Rồi vậy thì còn người đâu ta? 5 người chơi nữa nha mọi người. Ok, ui ai vậy? Đây á? À, làm sao vậy em ơi? Làm sao vậy em ơi? Lên bảng điểm số nha, 10 kill, một con số vô cùng là tròn chính này. Thế này thì nó lại ngon quá nhỉ các bạn nhỉ? À đủ, bên trên còn người đấy hả? Làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Lên bảng này. Ui, né đạn cơ, né đạn cơ. Rồi làm sao? Ăn đủ, thanh như này, 11 kill luôn. Ok anh em. Rồi xong luôn nhé. Có luôn được cái giáp 3 rồi này. Full đồ level 3 thì anh em thấy là chơi game mà có dễ không? Bây giờ còn 3 thằng nữa này. Full đồ 3 mà không được top 1 thì phải gọi là quá là phí đồ luôn các bạn ơi. Ơ kìa, nữa hả? Làm sao đấy em ơi? Ăn đồ tính sơi kẹo á, không có dễ đâu nha bạn ơi. Sơi kẹo không dễ đâu nha. Uầy, dựng rào chắn hồi máu các kiểu cả. Hồi máu này. Xong luôn. 12 kill rồi anh em ơi. Một thằng nữa ở ngay phía sau này nhá. Ăn đủ. Rồi này, dựng rào chắn này. Ở dưới kia. Chuẩn bị lên bàn điểm số nha em ơi. Ăn đủ này. Làm sao vậy? Căng thẳng với anh này. Ok, 13 kill. Xong rồi anh em. Như vậy là bây giờ đã đến với gọi là màn solo 1v1 giữa mình và thanh niên bò cuối rồi. Cơ hội thắng lúc này của kẹo đã lên đến 50%. Ok, nó ngay phía này này. Rồi nha anh em, bình tĩnh nhé. Nó ngay phía trên này luôn này anh em này. Làm sao đấy bạn ơi? Úi dồi ôi. Ngon lành, chiến thắng rồi. Yes, tuyệt vời. Như vậy là mình đã có được top 1 trong cái vào đấu này. Giết 14 kill nhá. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.